tiến hành kiểm tra đồng loạt 3 công ty kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Lực lượng liên ngành đã thu giữ hàng nghìn mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không hóa đơn chứng từ. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 1, đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Việt Hàn, công ty trách nhiệm kinh doanh thực phẩm An Minh cùng đăng ký kinh doanh tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và công ty xuất nhập khẩu kinh doanh VHP có trụ sở tại 331 Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện gần 18.000 sản phẩm hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất, chủ yếu ghi xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng trên bao gồm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, cao hắc sâm, omega 3, ước tính số hàng hóa này trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Theo tường trình của các công ty, hàng hóa chủ yếu được thu mua và xách tay từ nước ngoài mang về để bán kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.